Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh yếu hẳn đi về cường độ, cho nên thời tiết toàn miền Bắc vẫn ấm áp. Tuy nhiên thì trên hệ thống khí quyển tầng cao, quá trình hội tụ gió diễn ra sẽ khiến cho Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa rào tập trung tại phía đông của khu vực này. Sáng ngày mai thì mưa sẽ giảm dần và chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc, bao gồm các tỉnh như là Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh sẽ có mưa rào vào buổi sáng sớm. Sương mù dày đặc vẫn xuất hiện nhiều ở vùng núi và khu vực ven biển. Ngoại trừ bất tiện này ra thì nên nhiệt độ tại miền Bắc vẫn đang trên đà ấm lên. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào thời điểm nửa đêm về sáng phổ biến trong khoảng từ 18 cho đến 20 độ. Đến trưa chiều mai, khi quá trình hội tụ gió giảm nhanh thì toàn vùng trời hửng nắng và nền nhiệt độ tăng. Thời tiết ấm áp, nhiệt độ tăng lên dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Ngày mai sẽ là ngày tăng nhiệt trước khi có một khối khí lạnh yếu tăng cường theo hướng lệch đông vào đầu tuần tới. Khối khí lạnh lần này chỉ đủ khiến cho miền Bắc nhiều mây, mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi và nền nhiệt độ giảm khoảng từ 2 cho đến 3 độ. Trời chỉ chuyển rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất đơn cử như là tại khu vực Hà Nội giảm xuống còn khoảng từ 17 cho đến 18 độ. Còn cao nhất ngày sẽ ở dưới ngưỡng 22 độ. Thưa quý vị và các bạn, so với quy luật khí hậu hàng năm, thì mùa đông năm nay tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội khá ấm áp. Những đợt rét đậm rét hại hầu như ít có khả năng kéo dài, nếu có cũng chỉ từ 2 đến 3 ngày, nên khá thuận lợi cho quá trình chăm sóc cây trồng của bà con vùng ven đô, đặc biệt là những vườn hoa phục vụ cho Tết Nguyên đán sắp tới. Ngoài ra thì thời tiết trong ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần này, ngoại trừ khu vực Đông Bắc thì hầu khắp các tỉnh thành còn lại sẽ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch của người dân. Dịch xuống miền Trung, gió Đông Bắc tầng thấp hoạt động yếu và không có khả năng kết hợp với địa hình để gây chuyển biến thời tiết nhiều tại miền Trung. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại miền Trung phổ biến là nhiều mây, có mưa vài nơi vào thời điểm về đêm và sáng tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nên nhiệt độ hầu như ít có chuyển biến, cao nhất ngày tiếp tục ổn định và dao động trong khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận sẽ có mây thay đổi, không còn xảy ra mưa dông cục bộ từ Đà Nẵng cho đến Bình Định như những ngày trước đó. Bắt đầu từ trưa chiều mai thì thời tiết tại đây sẽ khô ráo, có nắng nhiều và nhiệt độ tăng lên mức từ 28 cho đến 31 độ, có nơi sắp xỉ 32 độ, nên khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch trong ngày nghỉ cuối tuần. Khu vực còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết ổn định, cùng nền nhiệt độ ít biến đổi. Thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam được nhận định thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, hàng không và du lịch trong ngày chủ nhật cuối tuần. Nhiệt độ trưa chiều mai dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ tại Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và lên cao từ 32 cho đến 33 độ tại các tỉnh thành của Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ như là tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xỉ mức 34 độ, thời tiết hơi nóng trong một vài tiếng giữa trưa. Trên biển, tại tất cả các vùng biển từ khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, trời phổ biến tạnh ráo ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió hoạt động yếu dưới cấp 5, sóng lặng biển êm, thuận lợi cho mọi hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là miền Bắc sẽ có một ngày chủ nhật ấm và ẩm trước khi khối không khí lạnh tăng cường yếu vào đầu tuần tới. Còn Trung Bộ ít mưa, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ thì duy trì trạng thái nắng ráo đặc trưng của mùa khô phương Nam. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!